Mà đề cửa Titaco xin kính chào quý khách. Tì sẽ giới thiệu cho các anh chị mẫu rèm cuốn có một cái màu kem hồng rất là dễ thương. Thì Tì đã treo sẵn lên để hướng dẫn và giới thiệu cho các anh chị. Thì đơn hàng này là của chị Thi ở Bạc Liêu. Thì chị Thi đã đơn hàng. Bây giờ Tì sẽ giới thiệu quay clip này cho chị xem luôn và giới thiệu cho các quý khách, quý anh chị đây luôn. Mẫu rèm cuốn này có mã là Titan 332. Thì Tiền sẽ lập cái mẫu ra cho các anh chị. Đây là quyển mẫu của công ty. Tiền sẽ đứng gần lại các anh chị nha. Đây là quyển mẫu, rất là nhiều mẫu, nhưng mọi lần Tiền vẫn giới thiệu cho anh chị đủ màu sắc. Tùy theo cái thiết kế của nhà mình có thể chọn mẫu. Tất cả những cái mẫu mà Tiền đang giới thiệu thì là đều là chống nắng cạn nhiệt, đặc biệt là không bám bụi các anh chị, không hút nhiệt nữa, tức là nó tiết kiệm năng lượng cho mình khi mình sử dụng những cái nhà rộng hay là mình cần che ánh sáng đó. Tita 332 là mẫu của chị Thi ở Bạc Liêu. Dạ đây ạ. Mẫu quá trời, để Tiền sẽ lập đây. Nó rất là nhiều màu sắc và Tiền sẽ lập Tita 332 mẫu của chị Thi. Không trên Bạc Liêu đây sẽ là rất là nhiều màu Tita 332. Các anh chị thích màu sắc này hãy nhớ màu sắc có mã là Titan 332. Chất liệu là vải PVC polyester 100%, có chức năng là cản sáng, cản nhiệt, cản tiêu UV. Đây là quyển mẫu của công ty. Thì những cái mẫu như vậy chúng tôi làm cho khách hàng rất là nhiều. Thì những cái bộ đẹp cuốn này thì sẽ kéo lên cho chị xem luôn các anh chị. Bình thường thì mình không sử dụng, mình kéo lên rất là gọn. Rèm cuốn này thích hợp cho lắp cho khung cửa sổ, khung kính, những cái hướng nắng, cực nắng á, nắng chói thì mình nên lắp những cái bộ này. Kéo thì rất là nhẹ nhàng các anh chị, kéo rất nhẹ, muốn kéo tới đâu thì mình nhúng tới đó, tùy theo chỉnh ánh sáng mình thích tới đâu mình chỉnh. Vải rất là mát, ánh nắng chiếu vào thì nó sẽ cạn nhiệt rất là tốt các anh chị. Đây là một bộ rèm mẫu để treo giới thiệu cho anh chị, cũng là đã hoàn thành cái đơn hàng của chị. Thì sản phẩm của chúng tôi bảo hành là 12 tháng sử dụng, được đổi trả miễn phí trong 7 ngày nếu sai sản phẩm, không đúng chất liệu, không đúng cái mã các anh chị chọn và đổi kỹ thuật. Về sản phẩm thì chúng tôi cũng công bố giá cho anh chị ở thị trường. Ngoài những cái bộ rèm cao cấp thì cuốn vải đặc biệt là chất lượng tốt hết, cao cấp gì á, thì nó tầm từ 380, 420 và 460.000 đồng trên một mét vuông. Tôi nhắc lại giá thị trường là 380, 420, 460.000 đồng trên một mét vuông. Khi các anh chị liên hệ trực tiếp với công ty thì các anh chị sẽ được mua tại xưởng sản xuất, mua tại công ty luôn. Giá sẽ được giảm từ 15-20% tùy theo mẫu sản phẩm. Các anh chị hãy liên hệ với công ty chúng tôi qua số tổng đài 1900 2618 hoặc số hotline 0913106109 để được hỗ trợ. Hãy nhấn link ở dưới để các anh chị có thể chọn được sản phẩm. Rèm cuốn này tôi giới thiệu lại là rất thích hợp lắp cho khung cửa sổ, những cái khung cửa kính mình đặc biệt là cạn nhiệt rất là tốt. Hãy liên hệ với công ty chúng tôi qua số tổng đài 1900 2618, số hotline 0913106109 để được hỗ trợ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Cảm ơn chị Thi đã ủng hộ cho đơn hàng của công ty chúng tôi. Đơn hàng sẽ gửi xuống nhanh cho chị. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và tạm biệt.